Ngày nay tôi lên đó là một bài thánh ca sẽ do anh Tư Trung cùng ca. Xin kính mời. Bài ngày nay tôi lên ý nghĩa là Chúa lúc nào là cũng nên chúng ta lên, giống như là những con diều gặp gió, chúng ta có thể bay bổng và vượt qua những sự khó khăn của cuộc sống. Đó là ý nghĩa mà chung muốn tôn vinh Chúa bài hát này. When I'm on your